Anh em trở lại với kênh YouTube của mình nha. Thì hôm nay mình có cái này mình chia sẻ cho anh em nè. Thì chiếc xe này là chiếc SH ha, chiếc xe SH bị kêu sinh cam á. Thì kêu sinh cam em. Nhưng mà đáng lẽ thì theo như bình thường thì kêu sinh cam thì mình sẽ mở ra mình thay sinh cam á. Nhưng mà chúng ta khoan thay sinh cam mà chúng ta nên kiểm tra đến cái cục tăng cam. Cái cục tăng cam nó nằm đây nè anh em. Thấy không? Thấy không? Đó. Cục tăng cam nằm ngay chỗ cái lồng á, thì mình đã tháo rồi nè. Đây cục tăng cam á, nó kêu là do cái cục tăng cam này nè anh em, nó bị hư á, bị hư chứ không phải là do giãn nó nhiều, chứ không phải là nhiều khi do nó giãn sinh cam anh em. Đó anh em nghe không, đây nè cục tăng cam nè, còn cái cục mới nè anh em. Mới nè, xé ra nha. Đó, bởi vậy nhiều khi chúng ta mà trước khi thay sinh cam thì chúng ta nên kiểm tra qua cái cục tăng cam đó nghe anh em. Mình kiểm tra qua cái cục này nè. Cái này nó hư rồi nè. Nó hư rồi nè. Mình cũng lên xuống không được nữa. Thì cái này mình mới dặn lại. Mình mở rồi nè, mình mới dặn lại. Nó tăng không được tăng nữa. Lắc nó nghe quịt quịt anh em. Đó là nó bị hư rồi, nó bị gãy bộ đồ xo rồi, nó không có thể tự chạy lên chạy xuống được nữa. Thường là nó sẽ tự đè xuống hoài. Còn này thì nó hư rồi. Nên là anh em nào mà có thay sinh cam thì những chiếc xe tay ga thì mình nên cân nhắc trước nha. Mình kiểm tra sơ qua cái cục này trước đi. Nếu mà cục này không hư thì anh em hả tiến tới hành cái bước mở sinh cam và thay sinh cam. Chứ nhiều khi mà có thể nó do nó hư cái cục này nè, mà anh em mở cái sinh cam xe tay ga ra nó cũng mất thời gian cực lắm nha. Thì đó là cái chia sẻ của mình. Mong là anh em nào thấy hay thì like ủng hộ nha. Rồi, cảm ơn anh em nha, chào anh em.